Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quyết định chi hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng một người cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Theo quyết định này, các đoàn viên người lao động là F0, không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch COVID-19 sẽ được tổ chức công đoàn hỗ trợ với các mức sau. Hỗ trợ tối đa là 3 triệu đồng một người nếu có triệu chứng bệnh nặng phải điều trị từ 21 ngày trở lên tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19, theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Hỗ trợ tối đa 1.500.000 đồng một người nếu phải điều trị ngoại trú từ 21 ngày trở lên hoặc điều trị nội trú dưới 21 ngày tại bệnh viện, cơ sở y tế được thu dung điều trị COVID-19, theo các giấy tờ xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền. Nếu đoàn viên người lao động tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn bị tử vong do nhiễm SARS-CoV-2, thì thân nhân của họ được hỗ trợ là 5 triệu đồng một người.